Đặt xem về đây. Hôm nay mình sẽ làm một video về khảo sát AI. Nhưng mình chưa bao giờ làm về ý tưởng này và mình đang ý tưởng nên là mình làm video này. Ok, bắt đầu nào. Đầu tiên thì cần tên tên của mình là gì đã quên lại rồi. Đây nè. Không, cái này là ID. Vậy cái này là ID 8959 1771 à, đúng rồi, anh vừa mới là tên anh. Xem một cái tám mình đang bị cảm nên các bạn, mình đang bị sốt nè, cảm mình nó hơi khác. Tám năm sáu, tám chín năm sáu, yep. Bạn có hài lòng với những cái thứ gì tổng quát của Arcana không? Trước ra thì mình đang cảm thấy như Arcana còn thiếu về phần đa dạng của một phần của gameplay, và mình đang cảm thấy nó các sự kiện của Arcana đang bắt đầu kiểu nhàm chán ấy, nên là mình bình thường thôi, vẫn bình thường. Cái này thì bạn cái này là bạn bạn mình sẽ tiếp tục chơi Arcanine hay sao vậy? Bạn cảm thấy bạn theo cái ý tưởng nào về phần New Vision này, phần phiên bản mới này? Mình cảm thấy mới từ cái này có bốn lựa chọn theo từng cái, thì có Texas. Texas thì bình thường, Texas cũng bình thường, Limited Event Event đi bình thường, có gì mới lạ cả. À, nó còn mới lạ về phần nhận làm mấy cái nhiệm vụ của nhân vật, nhưng mà cái đó cũng chưa là gì cả. Ok, cái này hài lòng nhất này. Lý do nào mà bạn không hài lòng với sự kiện Texas từ không? Thì mình không hài lòng ở đây story thì mình chưa đọc Texas, mình cũng chưa có đánh giá gì được về cốt truyện. Xem viết đây, mình vẫn chưa cảm thấy phần quà của anh này nó thì được đánh giá lắm. Phần quà nhá, mình không nói đến shop mà phần quà thì không có đến nỗi vậy. Là không rồi. Let's not enjoy the game. Chắc vậy thôi. À, thế được.
Về chế độ ES statement test. Mình mục tiêu mình chơi đó thì có bình thường thôi nhé. Mình chơi này. What is the reason of your willingness to continue previously integrated packages? Lý do để mà mình tiếp tục chơi khám phá cái sự kiện ý là mục đích của mình là đầu tiên là có chuyện đã. Chuyện là nhất đối với mình. Cũng copy được thúc đẩy level không chuyện đâu em không có cái chuyện thôi vui chị em tin hình dây hết rồi à cái này nữa à ba cái à cái này đi lấy cái này ưu tiên thôi. What kind of political integration do you see in the future? Trong tương lai mình muốn đó là này embracing này story engage setting. À, vậy thôi. Why were you involved in the limited tình về bên á thì mình thấy sai mạnh này. Bạn muốn gì ở thế sao có story ra story có sao từ 6, từ 5 sao trở thành 6 sao limited và ác thì bình thường có nhiều con cũng đẹp nhỉ yeah. Mình không cho chọn ác vậy thôi bởi vì cô ấy là 6 sao tất nhiên defender. Ok, vậy thôi. You need to test that a data language. Mình sẽ đổi hết luôn. How do you like the progress with the in-game English? Cực kỳ hài lòng. Mình là một người thích giọng Anh. Nó quen thuộc à. Mình quen nghe giọng Anh hơn và giọng mà còn là giọng Anh đấy nhé. Mình rất thích nghe giọng Anh có từ mở con chó này. English to Nếu biết cái này được hơn là cái này emotion à performance and emotions được hơn. Nếu biết nữa mình đang chọn cái nào tốt nhất hơn. Thực ra mình chọn hết luôn đấy. Mình chọn cái này chọn này đấy. Mình muốn giọng của mình biết nữa cái này mình cần phải suy nghĩ một thời gian nữa thì mình cần phải suy nghĩ một thời gian mình sẽ lấy cái gì
mà luôn mình đã biết nữa, mình không vào chơi mà mấy mình chưa bao giờ mình mình chưa bao giờ mua mấy cái đồ dự mình không muốn liên quan đến các đồ Arcanine đâu. Where have you found your store? Từ YouTube và Discord vậy thôi. Anime hài lòng thế rồi. Mình chưa bao giờ đến đâu. Esports mình chưa bao giờ đến đâu. New game vậy mình cái này mình chờ đợi nha. Esports có what content I'm not able to post on your channel video for music tất nhiên meme video and game không có story không không à thì thôi kiếm break stay and event virtual yep what kind of Arcanine servers and artworks were good at setting to give man Artwork, mình không quan tâm đến Artwork nhiều. Nhưng mà mình có thể đánh giá Artwork nó bình thường thôi. Và à đến từ China một bài game you play in the last month ok mình có chơi mình có chơi Mickey mình có chơi con Caspar à sao được và luôn rồi dắt yep. Có ít gì à, không muốn mình không có chia sẻ ý kiến của mình lại nên mình không có biết à. Ok à vậy là xong rồi nhé đi đâu về đến nhà thì mình bị ý tưởng trong ngày hôm nay ok. Vậy thôi, hết rồi. Video hết rồi.